Ở đây khu này là khu khu mặn này các bạn, khu cây mặn họ bán này chu cha đủ loại trái mặn hết ha, mặn đỏ, mặn nâu, mặn xanh, mặn black ball, mặn citra, ui nhiều 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 mặn quá đi đó, anh ta để hình đó quá trời nè, king black, king không, mặn đủ thứ trái. Thấy gần coi, và mấy trái mặn này thì dòm thấy thèm ha. Và cái mặn này dài nè, đỏ nè, mặn trắng nè, ui da sao nhiều nhiều thứ quá ha, plugin nhiều thứ mặn hay chưa, các bạn tha hồ mà ăn mặn nha. Ồ, trái mắng cầu đỏ nó bự ghê chưa nè. Vườn ong nè. Đây trái mắng cầu đỏ nữa nè. Đây là vườn của nhà vườn ông nursery này là các bạn. Hôm nay mình đi tới vườn ông nursery á. Đây, đủ thứ loại mắng cầu là các bạn. Mà bán đủ loại nè, màu có lan nữa nè. Đây là vườn ong nè các bạn, vườn mắng cầu của ông nursery đó. Qua wow, bữa nay người ta còn trái nè, trái mắng cầu quá trời trên cây. Trên đây còn ta còn trái người ta để làm cảnh nè các bạn. Wow, cái vườn ong nursery này trái nè, mắng cầu trái quá trời luôn đó, các bạn thấy trái không, cây này nó bự, nhà mình trồng được mấy trái thôi đó, trái bự cái chưa nè. Wow, đây cái vườn ong nè, chu cho trái nè. Wow, một cây này nó bự lắm á, trồng dưới đất. Wow, trái nè, trái nào trên đấy to tổ bố luôn á. Đây vườn ong nursery đây các bạn, in San Diego đó. Trái không à, mãng cầu trái không là trái, nó đi qua nhà người ta luôn á. Wow, trái mãng cầu nè, quá trời luôn, cây mãng cầu nè. Bữa nay người ta không còn để trái trên cây ha. Vì là trái mãng cầu này ăn ăn qua quanh năm á, cây mãng cầu này ăn quanh năm á. Trái. Đứng đây dòm lại coi, wow, trái ơi là trái luôn. Bên hông này có hai cây. Ở đây là sakuche này các bạn, sakuche. Một hàng sakuche mà không biết bán bao nhiêu cây nữa. Sakuche này, người ta để hình là đó, một hàng này là sao cô chơi hết à, các bạn coi sao cô chơi. Đây là khuôn cây nhãn nè, nhãn tháng này chưa có trái, chưa có bắt đầu có bông rồi á. Nhãn nè, có hình nhãn nè. Con gái của ông nursery á, nhãn à. Khu này là khu cây nhãn nè các bạn. Wow, trái tháng này nó bắt đầu nó ra bông. Ồ, nó có bông rồi nè.
Wow, cây nhãn có bông rồi, cây nhãn này bự quá trời, mấy trăm này hả? Cây nhãn nè, cây nhãn ra bông hết rồi. Bên này cũng là nhãn luôn nè. Wow, khu này là khu cây nhãn. Đẹp không chưa? Đó, mà các bạn coi đây, cái vườn ong nursery đó ở San Diego đó các bạn. Đó, khu này là cây mấy cây xoài nè. Xoài cũng ra bông luôn rồi. Ồ, hay quá ha. Nhà vườn cây bán là ra bông hết rồi. Nhà mình chưa có ra bông. Đó, vườn khúc này là khúc xoài nè. Khu này là khu người ta bán cây xoài nè, nó thấy bông nè, có cây xoài lớn đó, ra bông hết rồi. Giờ tháng 7 thì mình có trái ăn à, tháng 7 tháng 8 là xoài có trái ăn rồi. Wow, đẹp cái chưa, khu xoài quá trời luôn ha. Đó, đây là chỗ bán xoài nè, cây xoài nè, các bạn ra bông hết rồi nè. Quá trời, một cây này á, để giá 475 đồng là nha. Ghê chưa? Đó, cây xoài bự gốc mà. Thùng bự này. 475 đồng. Bông có bông hết rồi. Thấy chưa, khúc này là xoài cây lớn ha. Đó, xoài bông không là bông luôn á các bạn. Hay quá ha, người ta trồng hay quá. Cây xoài nè. À, khu này là sa cô chê này các bạn. Cây sa cô chê là cây khu này, cây sa cô chê. Wow. Vườn này nhiều cây quá chừng để sát sát vậy, nhưng mà người ta bắt ống nước hết nha. Không có tưới đâu nghe các bạn. Này ta có dây nước hết á. Có dây nước là nó tự động nó tưới thôi á anh tao. Không có tưới đâu. Đó, khu này là khu sa cua chê này các bạn, mà tháng này chưa có thấy bông. Đây khu này là cherry nè, cây cherry này các bạn, cây cherry nó có hình nè, cây cherry nó có hình trái cherry này các bạn, đó, trái cherry đó, bạn thấy cây cherry không? Khu này người ta để cây cherry quá trời cây, đủ thứ cây hết, không có thiếu cây gì đâu nha. Ở đây là cây ổi nè các bạn, bữa nay mình đi là mình kiếm mua cây ổi cho nó ngon, thiệt là ngon, để về trồng ăn cho nó ngon. Giống này, giống ổi này là ổi silet nè, không có hột. Chỗ này ổi cũng ít quá ha. Tháng này ổi ít quá, cây xấu ha. Mua cây ổi mà thấy ổi này xấu quá vậy. Đó, cây ổi đó. Đó, cây cam sau lưng mình, trước mặt mình cây cam. Cây cam trái quá trời bự luôn. Này cây hồng. Đây cây quýt nè các bạn, cây quýt nè, cây quýt trồng dưới đất nè, tàn bự dễ sợ luôn, không biết có ngọt hay không đó. Tháng này là cũng không có ra cây trái và bao nhiêu, không có trái bao nhiêu mình thấy không có đã. Vài tháng nữa là mình mới thấy đã nữa. Thấy trái rồi nhiều mới mới thấy đã.
Ở đây người ta cái vườn ông nursery này người ta trồng mấy cái cây ở trong mấy cái chậu bự như này. Các bạn thấy mấy cái chậu bự như là không biết 100 galon không? 100 galon hay 200 galon vậy á. To như là mắng cầu á. Mắng cầu người ta trồng trong mấy cái chậu này, người ta để display á, người ta để cho coi á. Quá trời lớn không nè. Cái chậu này là cái chậu nấy tổ bố. Mình trồng có 25 galon còn trồng không nổi nữa, làm sao đi coi thôi. Nhưng mà thấy cây mắng cầu à, trồng trong cái chậu to tổ bố này các bạn. Xong